sau con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ thị nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ thị nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Tuổi
Thank you.
khu cùng toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào mừng. Cùng toàn thể nhân dân trong không khí vui tươi phấn khởi của nhân dân cả nước đón Tết cổ truyền của dân tộc, mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Mùa xuân đã về trên quê hương đất nước chúng ta, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, mọi nhà mọi người đều vui tươi phấn khởi và cầu chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Kính trọng các bậc cao niên, chúc thọ đầu năm là một đạo lý, một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đó được giữ vững và phát huy, thực hiện một người cao tuổi Việt Nam được sự quan tâm của thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Quận Lâm. Hôm nay ngày 2/2/2017, tức ngày 6 Tết Xuân Đinh Dậu, Ủy ban nhân dân thị trấn cùng với hội người cao tuổi thị trấn long trọng tổ chức lễ mừng thọ các cụ tuổi tròn 70, chúc thọ các cụ tuổi tròn 75, 80, 85, 90, 95, 100 nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017. Về dự và chỉ đạo buổi lễ mừng thọ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Hoàng Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn; ông Cao Đức Bảy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Cảnh Hạ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn. Xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ mừng thọ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các vị đại biểu đại diện các ban ngành toàn thể, Hội đồng quản trị các hợp tác xã, quý tín dụng nhân dân Giang Lâm, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các vị đại biểu, ban chấp hành hội người cao tuổi thị trấn cùng toàn thể nhân dân đã về dự lễ mừng thọ, xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu và chúc mừng 145 cụ tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 về nhận thư chúc thọ của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu năm 2017. Xin đề nghị nhiệt chúc mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Mai Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn lên đọc diễn văn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, thưa toàn thể hội nghị, chúc thọ là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa dân tộc ta đã tổ chức mừng thọ các cụ cao niên, tục khao não vào dịp đầu xuân sau Tết cổ truyền của dân tộc, và cũng là dịp để các con cháu thể hiện sự hiếu thảo, tôn kính với ông bà, cha mẹ, người thân, cô dì, chú bác. Tuy buổi tổ chức cũng mộc mạc, nhưng ấm tình đoàn kết, ấm cúng trong gia đình, trong dòng họ và xóm giềng. Phát huy truyền thống đó, Ủy ban nhân dân thị trấn Quận Lâm và Hội người cao tuổi hàng năm vào dịp Tết đến xuân về thường tổ chức mừng thọ cho các cụ hội viên người cao tuổi trong độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100. Những ngày này các cụ được cấp ủy chính quyền trong tổ dân phố, ban mặt trận, ban chấp hành chi hội người cao tuổi quan tâm động viên chúc mừng cùng đông đảo hội viên con cháu, vừa là động viên vừa là nêu cao gương sáng của các cụ trong việc nuôi dạy con cháu, việc chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, và mong các cụ sống trường thọ để tiếp tục là những người trụ cột trong gia đình, trong thôn xóm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ ngàn xưa, đạo hiếu xuân suốt trong mọi phong tục của
hiếu là thiên kinh nghĩa địa, là gốc trong mọi đức tính của con người. Lý tục dùng họ cũng là do đạo hiếu mà ra. Đó là một đặc tính của dân tộc đã trở thành tập tục, ăn sâu gắn rễ trong nhân dân ta rất bền chặt. Nó có sức mạnh hơn cả những đạo luật. Đây là một truyền thống có tính nhân văn, mang bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Một thuần phong mỹ tục cần cho đạo lý làm người và cần cho kỷ cương của xã hội. Với ý nghĩa nhân văn cao đẹp đó, ngay từ ngàn xưa nhân dân ta luôn kính trọng người cao tuổi với tâm nguyện kính não đắc thọ, kính già già đền tưởng cho. Nên việc tổ chức lễ mừng thọ là một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, không chỉ đối với gia đình, dòng họ mà còn được các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm. Đó cũng là sự tôn vinh, tri ân người cao tuổi. Tôi xin được trân trọng tuyên bố lễ khai mạc mừng thọ Xuân Đinh Dậu. Xin cảm ơn sự có mặt đông đủ của các quý vị đại biểu, các cụ và toàn thể nhân dân đã đến tham dự, động viên và cổ vũ cho lễ mừng thọ ngày hôm nay. Một lần nữa, xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ cùng toàn thể hội nghị lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, sẽ chúc lễ mừng thọ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đồng chí Phạm Ngọc Quang, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ ông, cụ bà về dự lễ mừng thọ tuổi 70 và chúc thọ các cụ tuổi 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân huyện, tôi xin đọc thư chúc thọ của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân huyện nhân dịp năm mới Xuân Đinh Dậu năm 2017. Giao thủy ngày 11 tháng 1 năm 2017, thư chúc thọ các cụ hưởng tuổi thọ cao nhân dịp Tết có truyền, dịp Tết cổ truyền Xuân Đinh Dậu năm 2017. Nhân dịp năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Giao Thủy trân trọng gửi tới các cụ tuổi thọ cao trong huyện cùng gia đình lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Đông, Chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn, lên đọc danh sách các cụ được mừng thọ, chúc thọ nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017. Xin trân trọng, kính mời ông. Các cụ, ông bà về dự lễ mừng thọ, chúc thọ Xuân Đinh Dậu năm 2017, sự phân công của ban tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ Xuân Đinh Dậu năm 2017. Tôi xin được gấp thông qua danh sách các cụ được mừng thọ, chúc thọ năm 2017 như sau. Về chúc thọ tuổi 80 gồm có 24 cụ, tức là các cụ sinh năm 1937. Một là cụ Nguyễn Thị Hiên Tức Trung tổ Tuấn Quý. Hai là cụ Nguyễn Khải Hoàn tổ Tuấn Võ Nam Dũng. Ba là cụ Vũ Ngọc Bảo tổ Tuấn Lâm Tiên. Bốn là cụ Nguyễn Văn Dự tổ Tuấn Lâm Tiên. Năm là cụ Cao Huy Phúc tổ Tuấn Thọ. Sáu là cụ Nguyễn Như Hùng tổ Tuấn Khang. Bảy là cụ Trần Thị Hạ Tức Điêm tổ Tuấn Lâm Khang. Tám là cụ Bùi Thanh Quang tổ Tuấn Lâm Khang. Chín là cụ Nguyễn Văn Viễn tổ Tuấn Lâm Ninh. 10 là cụ Cao Thị Xen Tức Xuân tổ Thôn Ninh. 11 cụ Nguyễn Thị Minh tổ Thôn Ninh. 12 cụ Phạm Văn Tĩnh tổ Thôn Minh Tiến. 13 là cụ Trần Minh Huy tổ Thôn Minh Tiến. 14 là cụ Nguyễn Văn Hải tổ Thôn Đồng Tây. 15 cụ Mai Thị Hợp tổ Thôn Thượng. 16 là cụ Đặng Thị Hợi Đức Quỳnh tổ Thôn Phố Lâm Hạ. 17 là cụ Trần Thị Nà Tức Chấn tổ Thôn Phố Lâm Hạ. 18 là cụ Cao Văn Sướng tổ Thôn Lâm Chính. 19 là cụ Nguyễn Thị Tư Đức Thảnh tổ Thôn Lâm Chính. 20 là cụ Cao Thị Đảng Tức Bình tổ Thôn Lâm Chính. 21 là cụ Bạch Quốc Vượng tổ Thôn Lâm Chính. 22 là cụ Đỗ Thị Thêm Tức Thành tổ Thôn Lâm Chính. 23 là cụ Đặng Văn Thắng tổ Thôn Bình Trung. 24 là cụ Nguyễn Thị Nụ Tức Thắng tổ Thôn Bình Trung. Trên đây là danh sách 145 cụ tức là mừng thọ tuổi 70 và chúc thọ tuổi 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 đề nghị buổi lễ chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.
Và tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hồng Quang, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Quất Lâm lên đọc lời chúc mừng các cụ mừng thọ, chúc thọ Xuân Đinh Dậu năm 2017. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân có mặt tại buổi lễ mừng thọ, chúc thọ các cụ 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi nhân dịp đầu xuân mới Đinh Dậu 2017. Kính lão trọng thọ là đạo lý tốt đẹp và nhân văn của dân tộc Việt Nam. Kế thừa truyền thống đó, hàng năm cứ độ Tết đến xuân về, xã hội, họ hàng, gia đình tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho các cụ cao tuổi và những năm sẵn, năm tròn. Về dự buổi lễ mừng thọ hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể của thị trấn Quất Lâm xin gửi đến các cụ cùng toàn thể các vị đại biểu về dự buổi lễ lời chào trân trọng và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, thọ ngoài 70. Chúc gia đình các cụ, mọi người đều khỏe mạnh, bình an, sản xuất kinh doanh bội thu thắng lợi. Cháu các cụ học hành thông thái, đẹp nên thơ. Xin kính chúc. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Phạm Hữu Thắng thay mặt các cụ được mừng thọ, chúc thọ nhân dịp xuân Đinh Dậu năm 2017. Lên phát biểu tăng trưởng, xin trân trọng kính mời cụ. Kính thưa các bạn đại biểu, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, thưa các vị, thay mặt cho các ban ngành đoàn thể từ thị trấn đến tổ dân phố, và thưa các cụ ông cụ bà đã về đây dự buổi lễ mừng thọ chúc thọ nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017, trong đó có cá nhân tôi được chúc thọ 75. Rất vinh dự cho cá nhân tôi được thay mặt cho các cụ được chúc thọ mừng thọ hôm nay. Phát biểu cảm tưởng, thưa các vị đại biểu, thưa các cụ, như các cụ chúng ta đã biết, đã thành thông lệ hàng năm đến hiện ngày lên, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của các vị Đảng, chính quyền địa phương, hội cao tuổi thị trấn Quất Lâm lại tổ chức buổi lễ mừng thọ và chúc thọ cho các cụ nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu. Năm nay đã nhiều năm qua, và nhiều năm qua cho đến hôm nay, từ tổ dân phố đến toàn thị trấn trống trong cờ mở, các ban ngành đoàn thể cùng con cháu gia đình các cụ đưa đón các cụ đến trung tâm nhà văn hóa của thị trấn Quất Lâm để dự lễ mừng thọ, chúc thọ cho các cụ. Và cuối cùng xin kính chúc các cụ chúng ta luôn luôn dồi dào sức khỏe, là một tấm gương sáng để cho con cháu luôn luôn lấy đó để học tập và nói theo. Chúng ta sẽ phấn đấu, các cụ và cùng mọi người cao tuổi như bóng cây đa cây đề, luôn luôn tỏa mát cho đời. Và cuối cùng xin chúc các cụ, gia đình các cụ luôn luôn dồi dào sức khỏe, an khang hạnh phúc. Và trưa nay các cụ về nâng chén rượu đào, nhà nào cùng con cháu, nhà nào cũng vui. Và xin thay mặt cho các cụ xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể từ thị trấn xuống tổ dân phố luôn luôn an khang mạnh khỏe, năm mới thành công mới và thắng lợi mới. Xin hết. Đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say, những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, rào rực sau hôm nay Bác vui với hội toàn dân.
chắc nữa đi em những lời yêu thương. À, 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 à. Hồi còn thắng nao nước đất nước, ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang, ta muốn reo vang hát ca muôn đời Việt Nam, tổ quốc anh hùng. Dành một ngày toàn thắng đẹp quá, đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tơ đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những ngôi cười là đóa hoa đời tươi thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi. Con nguyện sống nên người.
mẹ cha bao nhiêu thương kính, dòng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu, người tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời, nguyện cầu mẹ cha sống bình an đầu tư xây dựng Thiên Lộc. Quý vị đại diện cho ban lãnh đạo tổ dân phố Đình Tiến. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các cháu họ nội và họ ngoại cùng các ông bà thông gia ở Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Hậu, Giao Thủy, Giao Phong và Quất Lâm. Thưa bạn bè, anh em con cháu của gia đình và bạn bè, anh em con cháu của các con cháu của gia đình. Kính thưa các quý vị, trong không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp và rất là mới của mùa xuân đầy tình người. Tết đến xuân về, Đinh Sửu mừng Đảng, mừng xuân và tỏ lòng kính lão trọng thọ người cao tuổi trên cả nước đã được Đảng và Nhà nước quan tâm và hết sức là lưu ý về vấn đề tuổi tác và cũng như là sức khỏe. Hàng năm đã đến ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch để tổ chức chúc thọ và mừng thọ cho các cụ. Hôm nay rất vinh dự cho gia đình của chúng tôi có cụ ông là Trần Minh Duy được mừng thọ tuổi 80 vào ngày 6 tháng 1 âm lịch, tức là ngày 2 tháng 2 năm 2017. Rất vinh dự cho gia đình chúng tôi và cũng rất vui mừng. Một lần nữa xin thay mặt gia đình và các anh em con cháu chắt của cụ xin gửi tới lời cung chúc tân xuân Đinh Dậu 2017 với các vị đại biểu và đại gia đình của chúng ta, người người vui vẻ, mạnh khỏe, nhà nhà hạnh phúc, đa lộc, đa tài, đa phú quý, đắc phúc, đắc thọ, đắc vinh quang. Với các con, xin kính chúc bố phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, và bố mẹ hãy sống vui hơn, sống khỏe hơn để dìu con, dắt cháu tiến bộ trưởng thành theo kịp bước của xã hội và thời đại hiện nay. Rất vui mừng và phấn khởi cho gia đình chúng tôi và cho phép tôi thay mặt gia đình xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các cụ, các ông, các bà, các chú, các cháu, họ nội và họ ngoại, các ông bà thông gia, bà bạn bè, anh em, con cháu của gia đình lời chúc sức khỏe năm mới, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và cuối cùng cũng cho phép tôi xin gửi tới bác Duy và gia đình, quý vị đại biểu mấy vần thơ thay cho lời kết. Chúc mừng bác thọ 80, con cháu cháu đông vui cửa nhà, cây thêm lộc, lá thêm hoa, vui xuân mừng thọ cảnh nhà càng xuân, bạn bè xa anh em gần, một nhà sum họp quây quần đoàn viên. Chương trình thì xin kính mời ông bác của chúng tôi là Trần Đức Cường.
thay mặt cho Hà Nội nên có đôi lời phát biểu và chúc mừng. Xin mời anh Hiếu. Kính thưa các vị đại biểu quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý khách có mặt trong buổi vui hôm nay. Rất là vui mừng hôm nay ông bà ông Huy, tức là một thành viên cao niên trong dòng họ chúng tôi, là được thọ tuổi 80, vượt qua cái tuổi mà như ngày xưa các cụ nói là 70 xưa nay hiếm, nhưng hôm nay các cụ là đã 80 rồi, vượt qua cái mốc 70 xưa nay hiếm 10 tuổi rồi. Như vậy là cũng là rất là vui mừng. Vui mừng cho dòng họ chúng tôi, vui mừng cho gia đình, vui mừng cho con cháu và vui mừng cho bạn bè, mọi người nói chung. Thì đây là một cái điều mà phải nói là cũng là rất là vui mừng. Thế thì trong cái buổi vui hôm nay thì tôi thì cũng là vừa là với tư cách là cá nhân, nhưng đồng thời thì cũng như là ông trưởng cũng đã giới thiệu, thì cũng là thay mặt cho dòng họ thì trước hết là xin chúc ông bà ông Duy, tức là tuổi 80 mạnh khỏe và trường thọ, và mong rằng tức là như cái câu mà trong cái thư chúc thọ đã nói, chúc mừng cụ thọ ngoại 10 hạnh phúc yên vui suốt cuộc đời, vui cảnh gia đình văn hóa mới, xây nền xã hội mãi thêm tươi. Chúc ông bà là luôn luôn là mạnh khỏe và trường thọ. Đấy là thế. Và cũng nhân cái dịp ngày vui hôm nay mừng thọ hai cô, thế thì cũng được đón các quý khách xa gần, rồi là các cụ, các ông, các bà về chung vui cái ngày mừng thọ hôm nay, thì tôi cũng xin kính chúc các vị đại biểu quý khách, các cụ, các ông, các bà có mặt trong ngày vui hôm nay, năm mới một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc thành công. Xin kính chúc. Thay mặt gia đình cũng xin cảm ơn lời chúc sức khỏe cũng như là chúc mừng năm mừng thọ của ông bác chúng tôi, của bác Trần Đức Cường, thay mặt cho dòng họ Hà Nội và xin cảm ơn bác và gia đình, và chúc cho họ ta ngày càng mạnh mẽ, phát triển và ngày càng thành công. Sau đây tôi xin giới thiệu một vị đại diện cho ban lãnh đạo tổ dân phố Ninh Tiến, ông Bùi Xuân Hội, bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận, lên có ý kiến phát biểu và chúc mừng. Xin kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác và các anh, các chị, cũng như con cháu của gia đình cụ. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về thì mọi người, mọi nhà của chúng ta vui xuân đón Tết với cái niềm vui, niềm hạnh phúc, tràn đầy cái sức xuân. Thì bên cạnh đó thì chúng ta không quên dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho ông bà, bố mẹ, người mà đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta. Núi kia ai đắp mà cao, sông kia biển nọ ai đào mà sâu, dù cho sương gió dãi dầu, công cha nghĩa mẹ bạc đầu xin ghi. Việc tổ chức mừng thọ chúc thọ cho các cụ vào đầu xuân là thể hiện việc là tri ân những người cao tuổi. Nó là một nét đẹp văn hóa và là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, nhằm giáo dục cho các thế hệ mai sau chúng ta sống có trách nhiệm, có đạo lý và làm những việc tri ân cho những người cao tuổi, tạo điều kiện cho các cụ có một cuộc sống vui, sống khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho các con, các cháu trong gia đình. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã khẳng định rằng người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc và của nhà nước ta. Người cao tuổi Việt Nam có công rất lớn đối với gia đình, đất nước.
trong cái điều kiện kinh tế hiện nay càng ngày càng phát triển thì cái việc chăm sóc người cao tuổi càng được Đảng, Nhà nước cũng như các cấp, các ngành, đoàn thể và các hộ gia đình chúng ta đã và đang làm những cái việc rất thiết thực cho các cụ. Thay mặt cho cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố Đình Tiến về dự cái buổi là chúc thọ hai cụ hôm nay, chúng tôi thấy rất là vui bởi vì các con, các cháu của cụ cũng đã làm một cái việc mà có thể nói là vô giá để động viên tinh thần cho hai cụ hôm nay. Tôi mong rằng những cái việc làm này sẽ được duy trì và nhân lên ở trong mỗi gia đình cũng như là trong tổ dân phố chúng ta. Về dự cái buổi chúc thọ hai cụ hôm nay thì thay mặt cho cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố Đình Tiến, trước tiên là xin kính chúc hai cụ bước lên cái thềm hương thọ tuổi 80 có một cuộc sống vui, sống khỏe, làm cái chỗ dựa tinh thần cho các con, các cháu và động viên các con, các cháu tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và góp phần vào cái xây dựng là cái phong trào của thị trấn và cũng như của tổ dân phố ngày càng tốt đẹp hơn. Và kính kính chúc toàn thể các cụ, con, các bà, các bác và các anh, các chị cũng như các con cháu của gia đình cụ sang năm mới an lành, sức khỏe, gia đình hạnh phúc và có nhiều niềm vui mới. Xin cảm ơn. Kính thưa, về dự lễ chúc thọ hai cụ hôm nay thì tôi cũng có mấy vần thơ xin được gửi tới trước tiên là chúc của hai cụ và cũng toàn thể các vị đại biểu cũng như toàn thể là các cụ, các ông, các bà, các bác và anh chị có mặt hôm nay. Mừng tuổi ông bà thượng 80 như cây đại thụ giữa trời bao na, vườn cành chĩu quả rộ hoa, hương thơm bóng mát tỏa ra khắp vườn, nêu gương nhân hậu khiêm nhường, chan hòa tình cảm thân thương đậm đà, cuộc sống như những bài ca ân thành dìu dắt vang xa yêu đời. Xuân sang xin có mấy lời chúc ông an hưởng lộc trời dài lâu. Xin hết ạ. Về dự cái lễ chúc thọ ông cụ hai cô này thì chúng tôi có cái món quà nhỏ xin được chúc mừng cho hai cụ. Xin thay mặt gia đình cảm ơn lời phát biểu của ông Bí thư chi bộ và cũng xin thay mặt gia đình chúc cho cái tổ dân phố Đình Tiến chúng ta ngày càng đi lên và phát triển mạnh mẽ từng bước và sẽ còn nhiều với hơn nữa. Tiếp theo chương trình là tôi xin mời các con, các cháu, các bà gia đình chúc và chúc mừng ngày mừng thọ của ông bác chúng tôi, đại diện cho ban lãnh đạo của công ty đầu tư xây dựng Thiên Ôi Thiên Lộc và cũng là một vị coi là đại diện là đó là ông tổng giám đốc Vũ Văn Trường.
Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển của Thiên Lộc xin có lời phát biểu và chúc mừng của hai bạn. Xin mời ông. Kính thưa các cụ Hà Nội và ngoài, kính thưa hai cụ, kính thưa tất cả các bác anh chị em và các cháu thân đoàn cố hữu trong gia đình. Hôm nay hai cụ Trần Minh Tuy và Phạm Thị Lệ Thượng Thọ, tôi đến đây thì nói thực ra nói công ty là to tát, nhưng thực ra là người Anh của chú Âu và chú Thiện. Thì báo cáo cụ được có một cái việc như này, tôi là người là khi chú Âu nhập ngũ vào trường sử dụng bay không quân thì tôi đã là phi công dự khóa ở sử dụng bay không quân cách đây 34 năm. Còn đến bây giờ thì hôm nay tôi đến đây vừa tình cảm nói chuyện với gia đình. Chú Dự ấy thì là đội trưởng của đội nhân công trong một cái dự án nâng cấp thành phố Sông Công của tỉnh Thái Nguyên. Và công ty chúng tôi là chủ đầu tư. Trong quá trình công tác thì vừa là tình vừa nghĩa vừa là công việc. Rất vui hôm nay được về để chúc mừng hai cụ, gặp cha bác, họ nội họ ngoại, gặp bà con quê hương. Báo cáo cũng là tôi cũng quê Nam Định, quê Long Trực Nam Định và cũng là người thiên trường, cũng không phải là khách cướp gì cả. Thế đầu xuân năm mới xin chúc sức khỏe hai cụ mạnh khỏe, kính chúc các cụ, các vị khách quý, bà con cô bác là một năm mới tràn đầy sức khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin thay mặt gia đình và cũng xin chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Tổng Giám đốc Vũ Hùng Văn Trường. Chúng tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe ông và gia đình sang năm mới an khang thịnh vượng và chúc công ty của ông ngày càng phát triển đi lên. Và sau đây chúng tôi xin kính mời ông Chiêu là thông gia, đại diện thông gia lên có hoa và có lời chúc mừng. Xin kính mời ông. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cụ ông cụ bà cùng bà con trong tổ dân phố Minh Tiến. Tôi hôm nay đầu xuân 2017 được đảng và gia đình tổ chức chúc thọ, mừng thọ, chúc thọ, được thọ cho cụ Trần Văn Huy. Tôi là thông gia của hai cụ, gia đình chúng tôi là có hoa và ký quà. Trước hết là kính chúc ông bà hai cụ Huy cùng mạnh khỏe, trường thọ, an khang thịnh vượng. Chúc các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, an khang, thật nhiều thắng lợi mới và thịnh vượng, mọi sự hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và về hai cụ hôm nay thì cũng có đóa hoa và nắm hoa và ký quà nhỏ chúc mừng hai cụ. Thay mặt gia đình xin cảm ơn lời phát biểu của ông Phạm Văn Chiêu, mặt trận thông gia và có lời chúc mừng ông bà ông Duy. Thì xin thay mặt gia đình xin chúc gia đình ông và đại gia đình thông gia của chúng ta sang năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Chúc ông mạnh khỏe và trẻ mãi. Sau đây tôi xin giới thiệu ông Đỗ Đức Chiến là chi hội trưởng người cao tuổi của tổ dân phố Đình Tiến. Vì điều kiện công tác cũng nhiều, vì điều kiện gia đình cho nên là ông cũng sẽ lên có ý kiến phát biểu và có quà chúc ông bà, và sau đó là ông có sẽ xin phép để về công việc ở nơi khác. Thì xin kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa hai cụ, tất cả các cụ, các ông, các bà đại diện trong họ tộc cũng như là các quý khách gần xa về đây để chúc mừng cho hai cụ trong dịp đầu xuân mới năm nay. Thì được sự ủy quyền của Ban chấp hành Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi thị trấn Quan Lâm và cũng như là Ban chấp hành Hội Người cao tuổi của tổ dân phố Ninh Tiến và Ban công tác mặt trận của tổ dân phố Ninh Tiến, thì đồng chí Bí thư đã lên thay mặt cho Ban công tác mặt trận chúc mừng hai cụ. Cũng là cái lời chúc được tốt đẹp nhất. Thế còn riêng trong Ban chấp hành Hội Người cao tuổi của tỉnh Quan Lâm tôi được ủy nhiệm, và cũng như là Ban chấp hành Hội Người cao tuổi của tổ dân phố Ninh Tiến, thì hôm nay là tôi được về đây
trước hết là xin kính chúc sức khỏe các cụ, các quý vị đại biểu, chúc hai cụ cùng toàn thể hội trường của chúng ta hôm nay về đây dự ngày mừng thọ, chúc thọ cho cụ có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Thế còn riêng về phần quà về vật chất để chúc mừng cho cụ thì cũng báo cáo về hội nghị là xin được kính mời hai cụ chiều nay về hội trường nhà văn hóa của dân phố Đinh Tiến để chúng tôi trao cho mỗi cụ hai phần quà theo nghi thức để mừng thọ chúc mừng các cụ tại hội trường. Vì năm nay chi hội chúng ta là có 6 cụ được mừng thọ, cho nên các phần quà của tập thể là xin mời cụ, hai cụ cùng các con cháu chiều nay 2 giờ về hội trường để nhận phần quà và được đón những lời chúc mừng đẹp đẽ nhất của con cháu, các nhà doanh nhân để về mừng thọ chúc thọ cho các cụ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và riêng cá nhân tôi thì có một phần quà tinh thần kính biếu hai cụ vào hội nghị ngày hôm nay. Tôi xin được trân trọng là kính chúc hai cụ. Các cháu trông ông nghĩ thế nào? 80 xuân đến chưa nhiều lắm, 20 xuân nữa mới là cao. Đầu năm xuân đến đẹp hoa xuân, con cháu đi xa đã về gần. Mừng cụ mừng ông thêm tuổi thọ, gia đình rạng rỡ đẹp sắc xuân. Chúc ông mạnh khỏe chẳng thấy già, tuổi cao sức nực dáng đề đa. Cây cao bóng cả che con cháu, sớm tối ông con sống chan hòa. Cuối cùng trong ngày mừng chúc thọ mừng thọ cho hai cụ, lời kết tôi xin được chúc cho hai cụ: nay mừng ông thọ tuổi cao, chúc ông mạnh khỏe dạt dào hương xuân. Xin trân trọng cảm ơn. Cũng báo cáo với hai cụ cùng các quý đại biểu, thì sau sự ủy nhiệm của hội tôi bây giờ này gửi về chúc mừng các cụ ở không trong địa phận dân phố mình nhưng mà ở nơi khác. Hai cụ cùng toàn thể là các cụ ông cụ bà cùng các quý vị là xin phép được thông cảm và cho tôi xin được đi nơi khác để chúc mừng các cụ. Xin thế ạ. Xin thay mặt gia đình chúc ông và gia đình sang năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc chi hội người cao tuổi sẽ trẻ mãi không già. Xin cảm ơn. Sau đây tôi xin trân trọng và kính mời cháu Trần Hải Âu thay mặt cho các con nên có đôi lời phát biểu và cảm ơn. Cũng sau đó là có cháu của ông bà Duy là cháu Trần Xuân Vinh sẽ có một bài thơ chúc mừng ông bà. Tiếp theo. Kính thưa các ông, các bà, các bác, các chú, các cô, các dì, các vợ, thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các anh chị em, bạn bè, các cháu, hôm nay rất vinh dự cho anh em, các cháu trong gia đình được chúc mừng bố mẹ là tuổi 80. Đây là một cái niềm rất vinh dự cho gia đình. Và cũng qua đây thay mặt cho anh em, con cháu trong gia đình cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể, các cấp chính quyền cùng bà con láng giềng, anh em bạn bè và họ hàng. Thì nhất bố năm nay là 80 tuổi, thay mặt cho các con các cháu trong gia đình chúc bố mẹ là luôn trường thọ, những cây cao bóng cả để anh em đoàn kết xung vầy phấn đấu ngày càng tốt hơn. Và cũng như dịp đầu năm mới, kính chúc các vị quý vị đại biểu, các ông, các bà, các chú, các dì, các cô, cùng các anh chị em và các cháu một năm mới sức khỏe, thành đạt và mọi sự được thành công trên mọi lĩnh vực. Xin chào, cảm ơn. Xin mời cháu Trần Xuân Vinh đã đọc bài thơ chúc mừng ông bà. Các vị đại biểu khách quý ạ, lời đầu tiên thì cho con xin gửi lời chúc mừng thân thọ tới ông và bà.
chúc ông bà sống lâu trong tuổi và chúc các quý vị đại biểu một năm mới an khang thịnh vượng. Sau đây thì con có một bài thơ con sáng tác tặng ông bà nhân ông bà thượng thọ. Con xin đọc ạ. Mùng 6 Đinh Dậu vui sao, lộc thiên rơi rớp khát khao Tết này. Ông nội bà nội xưa nay hiếm khi có dịp cao bay tuổi già. Ơn giời ơn của ông cha, ông Huy xuân đến đã là 80. Con cháu hào hứng tươi cười, mừng ông nội khỏe sáng ngời như tiên. Vui khỏe có ích sống hiền, cháu con hưởng lộc đoàn viên bến bờ. Từng ngày con cháu đợi chờ, đến ngày thượng thọ đem cờ rước theo. Xã hội hưng phấn hò reo, ông nội con cũng khỏe theo bao người. Bà nội thân phấn tươi cười, chào đón giấy nhận ông người 80. À ha tiếng hát nụ cười, bác Âu hiền đón mọi người đến thăm. Bác Khuê bác Thúy thật chăm, mẹ Thoa bố dự nhiều năm trang hòa. Chú chữ thím ngàn một nhà, chú Hưng liên vợ phương xa mong về. Giờ đây đã được đều về, dâu rể con cái cháu về nơi đây. Chắc ngoại cũng có ở đây, chắc nội chưa thấy nhưng ông bà. Sống lâu sống khỏe thêm ra, đợi 5 năm nữa chắc bà có ngay. Con đây cố gắng mỗi ngày, từng giờ phấn đấu, hăng say không nề. Con cháu hiền thảo nhà quê, ông bà thêm quý không chê lời nào. Lộc trời xin mã trên cao, kính mong ông nội thanh tao tuổi già. Hay mắng, hay giận, hay giận, hay la, nhưng tâm ông muốn hơn ta hơn người. Tính ông vốn sẵn hay cười, nên mong ông sẽ sáng ngời tâm can. Con mong bà nội muôn ngàn, sống luôn trường thọ như vàng sao kia. Ông bà xưa trước sớm khuya, vất vả gian khó cùng chia nhọc nhằn. Cháu con vẫn nhớ lời răn, đắng cay gian khổ, khó khăn đã từng. Nên mong con cháu không ngừng, sống luôn tạ phước lẫy lừng tiếng thơm. Tiền nong kiếm đủ bát cơm, biết no biết ấm biết hơn thiệt thòi. Quạt ngang bà quạt ngày oi, chuyện xưa ông kể giống nòi tổ tiên. Ông bà vất vả triền miên, cúi xin trời đất ban liền cho con. Điều ước mãi mãi luôn còn, mong ông bà nội sống cùng non sông. Bệnh tật thì sẽ như không, vui nhà vui cửa. Bà ông hát mừng, tinh thần luôn mãi tưng bừng. Phúc dư để lại vang mừng bốn phương. Chúc ông bà mãi thọ trường, phương như Đông Hải, thọ dường Nam Sơn. Dạ, xin lên ạ. Tiếp theo là xin mời chú thím chử và các con các cháu là lên chúc mừng hai bác và có quà tặng hai bác. Xin mời các vị đại biểu lên cạnh phía đầu. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được giới thiệu. Và trước khi giới thiệu phần tiếp thì tôi xin có thay mặt cho gia đình chúng tôi xin có một câu thơ ngắn thế này. Chúc hai bác giang sơn gấm vóc nhìn phía trước, hậu thế muôn đời tiếp bước nhau. Xin hết. Và cũng xin chúc cho hai bác là muôn cả tuổi và sống lâu cùng với lại anh em con cháu và gia đình chúng ta. Xin cảm ơn. Và sau đây xin mời các cha cháu là coi như là con rể của hai bác là cháu Tiên và cháu Quỳ cùng con cái cháu cháu tặng hòa một tinh thần nữa. Họ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như Đông Hải, họ thị Nam Sơn gia đình đoàn viên. Mừng họ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Chúc mừng mẹ cha phước như Đông Hải, họ tỷ Nam Sơn gia đình đoàn viên.
thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ thị nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn. Ông bà thông gia, anh em bè bạn xa gần đã đến dự và chúc thọ ông bác của chúng tôi. Đó là niềm vinh dự và tự hào cho gia đình chúng tôi và con cái chúng tôi. Cho phép tôi một lần nữa xin thay mặt gia đình kính chúc các vị đại biểu và cảm ơn các vị đại biểu sang năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và thành công. Và giờ này thì gia đình chúng tôi có tổ chức một bữa cơm trưa gọi là dân dã và cũng là rất là coi là gần gũi. Xin được mời các quý vị đại biểu và đại gia đình chúng ta dự bữa cơm trưa hôm nay cùng với gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin thay mặt gia đình cảm ơn và chúc sức khỏe mọi các vị đại biểu và toàn thể các vị có mặt tại trong ngày vui hôm nay. Một lần chúc mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. La 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 la.
sống dưới mái ấm mến thương gia đình, nhớ mãi bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi dù con suốt canh thâu, nhớ đến những lúc ấu thơ. Sống dưới mái ấm mến thương gia đình, nhớ mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dậy nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi như suối mát trong, lời dạy của cha cho con lớn khôn. Tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên. Dù ngày mai đời cuốn số con trôi về đâu, tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao.